Trong Đạo Đức Kinh có nói, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, xứ chúng nhân chi sở ác, cố trì ư đạo. Nghĩa là người thiện trên hết giống như nước. Tuy nước lợi ích vạn vật nhưng chẳng tranh công, tuyệt đối chẳng nói tôi có công lao thấm nhuần vạn vật cho nên mới sinh tồn. Chỗ thấp hẹp, vạn vật chẳng muốn ở, đều muốn ở chỗ cao, chỉ có nước chảy xuống chỗ thấp. Do đó, người ở chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Đây là biểu thị hạ thấp, vì khiêm nhường cung kính cho nên mới hợp với đạo. Bồ Tát chẳng những khiêm nhường mà còn cung kính, bất cứ đối với ai cũng đều lễ phép, rất khách sáo, tuyệt đối chẳng có tác phong cống cằn ngã mạn, cũng chẳng có hành vi xem ai cũng chẳng ra gì. Đối với tất cả chúng sinh đều sinh tâm cung kính, tầm thường xót. Do đó, Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm từ bi. Bồ Tát chẳng tổn hại mình, cũng chẳng tổn hại chúng sinh, càng chẳng tổn hại mình và tổn hại người. Vì Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật, tất cả đều nhẫn thọ, chẳng có tâm sân hận, cho nên chẳng hại đôi bên. Trong tâm Bồ Tát chẳng sinh dục niệm thủ lấy, miệng chẳng nói lời lẽ thủ lấy, mình chẳng sinh tâm niệm thủ lấy, cũng chẳng vì chúng sinh sinh tâm niệm thủ lấy. Đức chẳng vì mình, cũng chẳng vì người, cả đôi bên đều chẳng có tâm niệm thủ lấy. Bồ Tát tự mình chẳng tham trước, cũng chẳng dạy chúng sinh tham trước, mình và chúng sinh đều chẳng tham trước. Tuy nhiên Bồ Tát hoằng pháp lợi sinh, nhưng chẳng cầu danh văn lợi dưỡng. Thân miệng ý ba nghiệp của Bồ Tát đã thành tịnh, chẳng tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đây là bắt đầu tu hạnh vô vi nghịch. Bồ Tát chỉ nghĩ như vậy, tôi phải thường vì chúng sinh nói pháp, khiến cho họ lìa tất cả nghiệp ác, dứt tham sân si, kiêu mạn che giấu, tham sèn đố kỵ, dối trá, khiến cho họ luôn an trụ nơi nhẫn nhục nhu hòa. Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch, chỉ tưởng niệm như vậy, tôi phải luôn luôn vì chúng sinh nói pháp. Nói pháp gì? Nói pháp khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, pháp cải tà theo chánh, pháp trở về nguồn cội, pháp biệt khổ được vui, pháp chấm dứt sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả nghiệp ác, nghĩa là không làm các điều ác, làm các điều lành. Lại phải dứt tham sân si, tức là xin tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si. Lại phải dứt trừ kiêu ngạo ngã mạn, lại phải dứt trừ sạch che giấu nghiệp ác, và dứt trừ tham sèn không xả bỏ, lại phải dứt trừ tâm đố kỵ, lại phải dứt tư tưởng xiểm nịnh, lại phải dứt trừ hành vi dối trá, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi nhẫn nhục ba la mật, thân tâm biến thành nhu nhuyễn điều hòa, kham lạc bậc pháp trí. Phật tử, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn nhục như vậy, giả sử có trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ chúng sinh đến chỗ Bồ Tát, mỗi chúng sinh hóa làm trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ cái miệng, mỗi cái miệng nói ra trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ những lời chẳng hoan hỷ, lời pháp chẳng thiện, lời chẳng vừa ý, lời chẳng ưa thích, lời chẳng phải của hiền nhân, lời chẳng phải của bậc thánh có trí huệ, lời chẳng tương ưng với bậc thánh, lời chẳng gần gũi với bậc thánh, lời rất đáng chán ghét, lời chẳng muốn nghe, dùng những lời lẽ này hủy nhục Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát đó tự tu thành tựu pháp môn nhẫn nhục như đã nói ở trên. Giả sử có trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ chúng sinh đến chỗ Bồ Tát, mỗi chúng sinh đều hóa làm trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ cái miệng, mỗi cái miệng lại phát ra trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ lời lẽ. Những lời lẽ đó nói gì? Một, nói những lời chẳng hoan hỷ, lời nói ra khiến cho người nghe sinh tâm chẳng hoan hỷ. Hai, lời pháp chẳng lành, hoan hỷ nói những lời vọng ngữ theo dệt trời mắng hai lưỡi, đây là những lời pháp chẳng lành. Ba, lời chẳng vừa ý, lời nói ra khiến cho người chẳng vui, thậm chí làm cho người nóng giận. Bốn, lời chẳng ưa thích, lời lẽ nói ra chẳng phải là lời êm ái khiến cho người ghét. Năm, lời chẳng phải của bậc hiền nhân, lời nói ra chẳng từ bi, chẳng hợp với lời của bậc chánh nhân quân tử. 6. Lời chẳng phải của bậc thánh có trí huệ, lời nói ra đều là lời ngu si, chẳng có trí huệ, tức cũng là tà tri tà kiến, chẳng hợp với lời của bậc thánh có trí huệ. 7. Lời chẳng tương ưng với bậc thánh, lời lẽ nói ra chẳng tương ưng với bậc thánh có đức mà là trái ngược. 8.
lời chẳng gần gũi với bậc thánh, lời lẽ nói ra chẳng hợp gần gũi với bậc thánh. 9. Lời chẳng muốn nghe, lời lẽ nói ra chẳng muốn lọt vào tai. Những lời ô nhiễm này khiến cho người chán ghét. Dùng những lời lẽ này để hủy báng Bồ Tát nhẫn nhục, nhưng Bồ Tát chẳng lay động. Tại sao? Vì Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Những chúng sinh này, mỗi người đều có 100.000 ước na do tha a tăng kỳ tay, mỗi tay đều cầm 100.000 ước na do tha a tăng kỳ đổ vậy bức hại Bồ Tát. Những chúng sinh đó dùng 100.000 ước na do tha a tăng kỳ cái miệng để hủy báng nhục mạng Bồ Tát rồi, mỗi chúng sinh lại có 100.000 ước na do tha a tăng kỳ tay, mỗi tay lại cầm 100.000 ước na do tha a tăng kỳ đổ đạc gậy gộc để bức bách xâm hại Bồ Tát. Như vậy trải qua a tăng kỳ kiếp chưa từng ngừng nghỉ, Bồ Tát gặp những sự rất thống khổ độc hại đó, lông trên thân đều dựng đứng, mạng sống cần chết, bèn tự nghĩ rằng: tôi do sự khổ này, nếu tâm động loạn thì mình chẳng điều phục được, mình chẳng thủ hộ được, mình chẳng thấu rõ, mình chẳng tu tập, mình chẳng chánh định, mình chẳng vắng lặng, mình chẳng ái tiếc, mình sinh chấp trước, làm sao có thể khiến cho tâm họ được thanh tịnh. Nhiều miệng như vậy chửi mắng Bồ Tát, nhiều tay như vậy đánh đập Bồ Tát, trải qua thời gian a tăng kỳ kiếp chưa từng gián đoạn, cũng chẳng ngừng nghỉ. Bồ Tát luôn luôn chịu đánh chịu chửi, gặp sự thống khổ độc hại như vậy, lông trên thân đều dựng đứng, tánh mạng sắp nguy kịch, song vẫn nghĩ như vậy: tôi vì sự thống khổ này, nếu nhẫn chẳng được cảnh giới này, trong tâm hoặc nóng giận hoặc động loạn, vậy thì tôi chẳng điều phục được tâm mình, không giữ gìn được giới luật, chẳng thấu hiểu được các pháp thật tướng, không thể tu tập thiền định. Đây là sự thử thách. Do đó tất cả đều là thử thách. Nếu không qua được sự thử thách, bị cảnh giới lay chuyển, có người mắng chịu chẳng được, có người đánh càng chịu không được. Đây là chẳng có công phu chánh định. Nếu động tâm thì cũng chẳng vắng lặng, mình chẳng ái tiếc pháp thân huệ mạng, mình sinh ra chấp trước tướng ta, tâm của mình chẳng thanh tịnh, thì làm sao khiến cho tâm của họ được thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi từ vô thủy kiếp trụ ở trong sinh tử, thọ các khổ não, tư duy như vậy thì tự mình khích lệ khiến cho tâm thanh tịnh mà được hoan hỷ, khéo tự điều phục nhiếp thọ, tự an trụ ở trong Phật Pháp, cũng khiến cho chúng sinh đồng được Pháp này. Bồ Tát lúc đó lại nghĩ như vậy: tôi từ vô thủy kiếp đến nay an trụ ở trong sáu nẻo luân hồi, thọ tất cả khổ não, tại sao nhất thời tôi không thể nhẫn được? Có một bài kệ rằng: người ở trong đường ác đã bao nhiêu kiếp, thọ khổ vô ích chưa thoát khỏi, nay làm chút việc lành được bồ đề, lợi lớn không nên sinh tâm thối chuyển. Đây là khuyên người tu nhẫn nhục, đừng vì một chút khổ mà nhẫn thọ không được, nhẫn qua được chút khổ này thì sẽ đắc được lợi ích. Bồ Tát lại tư duy như vậy, thì tự mình khuyến khích mình, tự mình cổ lệ mình, dùng đủ thứ quán huệ để khiến cho tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì sẽ sinh tâm hoan hỷ. Tâm của chúng ta tại sao chẳng hoan hỷ? Vì chẳng thanh tịnh. Tại sao chẳng thanh tịnh? Vì có tham sân si, ba độc này hay sinh ra phiền não, cho nên chẳng hoan hỷ. Hiện tại dùng đủ thứ trí huệ để quan sát, để suy ngẫm, khiến cho mình điều phục phiền não của mình, mà khôi phục lại bản lai thanh tịnh. Như thế sẽ đắc được hoan hỷ. Đắc được hoan hỷ rồi thì vẫn phải khéo điều phục thu nhiếp. Điều phục thu nhiếp gì? Tức là điều phục tánh tình căng cường, nhiếp trì cảnh giới hoan hỷ. Như vậy sẽ được an ổn, trụ ở trong Phật Pháp, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đồng đắc được sự thấm nhuần của Phật Pháp. Bồ Tát lại càng tư duy: thân này không tịch, không có cái ta và của ta, không có chân thật, tánh không chẳng hai, hoặc khổ hoặc vui đều chẳng chỗ có, vì các pháp đều không. Tôi hiểu rồi, sẽ rộng vì mọi người tuyên nói, khiến cho các chúng sinh diệt trừ sự thấy này. Cho nên nay tôi tuy gặp thống khổ độc hại, phải nên nhẫn thọ. Bồ Tát lại càng tư duy tiến thêm một bước: bổn thân bị 100.000 ước na do tha a tăng kỳ chúng sinh dùng miệng mắng chửi ngài, dùng tay đánh ngài, rất là thống khổ, khiến cho người khó nhẫn được. Nếu quán tưởng như vậy thì sẽ biết thân thể này vốn là giả, chẳng chân thật, tự nhiên biết là không tịch, lại hà tất phải chấp trước. Lục Tổ Huệ Năng có nói: xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm.
Trong thân thể tìm chẳng được một cái ta, thân thể mỗi cái đều có tên của nó. Đầu có tên đầu, thân có tên thân, tay có tên tay, chân có tên chân, cho đến mắt tai mũi lưỡi và ngũ tạng lục phủ đều có tên gọi của nó, nhưng tìm chẳng được cái ta tồn tại. Tất nhiên chẳng có cái ta, vậy có cái của ta chăng? Đây là của ta, kia là của ta, sau khi chết đi thì gì là của bạn? Nếu nói thân này là ta, vậy bạn phải làm chủ được. Đến lúc già, tóc đừng cho nó bạc, mắt đừng cho nó lòa, tai đừng cho nó điếc, răng đừng cho nó rụng. Bạn có quyền lực như thế thì mới được, bằng không thì đừng bàn đến. Giả sử đều là của bạn, thế nên dạy sống mãi không chết, trẻ mãi không già, mặt giống như trẻ con. Tại sao đến lúc đó thì da như da gà, tóc như lông hạc? Do đó có thể chứng minh thân này chẳng thuộc về bạn. Nếu là của bạn thì đừng cho nó sinh bệnh, đừng cho nó chết, như thế mới được. Thân thể của chúng ta chẳng phải ta, cũng chẳng phải của ta. Thân thể của chúng ta giống như căn phòng, chúng ta ở trong phòng. Khi phòng hư hoại chết đi thì phải dọn nhà đầu thai, đi tìm cái phòng khác để ở. Vì tìm phòng cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi, chuyển lại chuyển đi vĩnh viễn không ngừng. Chúng ta hay nói, hay ăn, hay mặc đồ, hay ngủ nghỉ, đều vì có trần nhị tự tánh chi phối. Tự tánh tức là Phật tánh. Vì có Phật tánh mới có tất cả sự cử động hành vi để chi phối thân thể này. Đừng chấp trước đây là của ta, cho nên mới nói chẳng có chân thật. Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hòa hợp. Khi chết đi thì chất cứng trả về cho đất, tánh ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở trả về cho gió. Mỗi thứ trả về bổn vị của nó, đó tức là không, gì cũng chẳng có, cho nên mới nói tánh không chẳng hai. Bất cứ là thọ khổ hay thọ vui, suy ngẫm sâu xa thì gì cũng chẳng có, tất cả đều không. Tại sao phải nói như vậy? Vì các pháp vốn là không tịch. Tôi phải chân chánh minh bạch hiểu rõ đạo lý này, để vì chúng sinh rộng nói pháp này, khiến cho họ đừng có thành kiến chấp trước thân thể. Không có chấp trước tức là giải thoát. Tội Bồ Tát vì nhân duyên này cho nên hiện tại tuy nhiên bị chúng sinh dùng miệng mắng chửi, dùng tay đánh đập tôi, xong tôi phải tiếp thọ sự khổ này, nhẫn sự khổ này. Đây là tâm trạng của Bồ Tát bị chúng sinh nhục mạ, ngược lại thương xót chúng sinh. Tinh thần như vậy thật là vĩ đại. Chúng ta phải học theo Bồ Tát, tha thứ cho bất cứ ai, tuyệt đối không nóng giận. Vì tử niệm chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh, vì an lạc chúng sinh, vì thương xót chúng sinh, vì nhiếp thọ chúng sinh, vì chẳng xả bỏ chúng sinh, vì tự mình được giác ngộ, vì khiến cho họ giác ngộ, vì tâm chẳng thối chuyển, vì hướng về Phật đạo. Tôi Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch, tại sao phải nhẫn thọ sự khổ này? Vì muốn thành tựu đạo nghiệp của tôi, vì giáo hóa chúng sinh cho nên mới nhẫn thọ sự khổ này. Các vị hãy nhìn xem, Bồ Tát tự mình nhẫn thọ sự khổ này vẫn an ủi mình, tất cả phải nhẫn nại, không sinh phiền não. Từ một số người nhìn lại thì hành vi của vị Bồ Tát này là ngu si nhất, nhưng Bồ Tát tự nhìn lại là biện pháp thông minh nhất. Một số người nhẫn không được mà Ngài nhẫn được, một số người thọ không được mà Ngài thọ được. Đây thật là siêu việt hơn người, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát từ bi, nơi nơi đều chịu thiệt thòi, chẳng chiếm tiện nghi. Ai muốn làm Bồ Tát thì trước hết phải chịu thiệt thòi. Có người mắng bạn thì cho rằng là họ thiện trí thức, có người đánh bạn thì nên xem họ là bạn tốt. Nếu có tư tưởng như vậy thì mới có tư cách làm Bồ Tát. Ai ai cũng đều quán như thế thì người người chẳng xung đột lẫn nhau. Bồ Tát có 10 nguyên nhân này cho nên phải nhẫn thọ. 1. Vì tử niệm tất cả chúng sinh. 2. Vì lợi ích tất cả chúng sinh. 3. Vì an lạc tất cả chúng sinh. 4. Vì thương xót tất cả chúng sinh. 5. Vì nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 6. Vì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. 7. Vì tự mình được giác ngộ. 8. Vì khiến cho họ được giác ngộ. 9. Vì tâm chẳng thối chuyển. 10. Vì hướng về Phật đạo. Đó gọi là hạnh vô vi nghịch của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh vô vi nghịch thứ ba của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh vô khuất nhiễu của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật
Gì là hạnh vô khuất nhiễu của Đại Bồ Tát tu hành? Vô khuất nhiễu tức là chẳng khuất phục, chẳng đầu hàng. Tuyệt đối không nói pháp môn này quá khó, không dễ gì tu hành. Hoặc cảm thấy Phật pháp quá sâu, chẳng dễ gì minh bạch, tức là không dám tu hành. Bồ Tát thì dũng mãnh tinh tấn tu hành, tuyệt đối chẳng sinh tâm thối chuyển. Bồ Tát này tu các hạnh tinh tấn, đó là đệ nhất tinh tấn, đại tinh tấn, thắng tinh tấn, thù thắng tinh tấn, tối thắng tinh tấn, tối diệu tinh tấn, thượng tinh tấn, vô thượng tinh tấn, vô đẳng tinh tấn, phổ biến tinh tấn. Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, Ngài tu tập 10 thứ pháp môn tinh tấn, đó là một đệ nhất tinh tấn, tức là ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thời thời khắc khắc đều tinh tấn. Hai đại tinh tấn, tức là thân tinh tấn, tâm tinh tấn, tối đại tinh tấn. Ba thắng tinh tấn, tức là tinh tấn xử lý viên dung không thể thắng. Bốn thủ thắng tinh tấn, tức là tinh tấn đặc biệt thủ thắng. Năm tối thắng tinh tấn, tức là thắng tinh tấn trong sự tối thắng tinh tấn. Sáu tối diệu tinh tấn, tức là tinh tấn tối vi diệu không thể nghĩ bàn. Bảy thượng tinh tấn, tức là tinh tấn tối thượng không gì sánh bằng. Tám tối thượng tinh tấn, tức là thượng tinh tấn trong sự tối thượng tinh tấn. Chín vô đẳng tinh tấn vô thượng vô đẳng không gì sánh bằng. Mười phổ biến tinh tấn, tức là phổ biến tu pháp môn tinh tấn. Tự tánh chẳng có ba độc, tự tánh chẳng kiêu mạn, tự tánh chẳng che giấu, tự tánh chẳng tham sèn đố kỵ, tự tánh chẳng dối trá, tự tánh hổ thẹn, quyết không làm não hại chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Trong tự tánh chẳng có tham sân si ba độc, trong tự tánh khiêm cung hòa mục, chẳng có kiêu ngạo ngã mạn, trong tự tánh không che giấu tội nghiệp lỡ phạm, trong tự tánh chẳng tham sèn mà bố thí, chẳng đố kỵ mà đồng tình. Trong tự tánh chẳng có tư tưởng dối trá, chẳng có hành vi lừa gạt. Trong tự tánh sinh tâm đại hổ thẹn, quyết không khiến cho tất cả chúng sinh buồn phiền mà sinh phiền não. Vì nhân duyên đó cho nên Bồ Tát tu tập pháp môn tinh tấn. Chỉ vì dứt trừ tất cả phiền não mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì nhổ trừ tất cả gốc rễ mê hoặc mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì trừ sạch tất cả tập khí mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả chúng sinh giới mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả phiền não của chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả tâm ưa thích của chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết cảnh giới của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết các căn thắng liệt của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tâm hành của tất cả chúng sinh mà thực hành tinh tấn. Bồ Tát chỉ vì 10 nguyên nhân này cho nên tu hành pháp môn tinh tấn. 1. Vì muốn dứt trừ tất cả phiền não. 2. Vì muốn nhổ sạch tất cả gốc rễ mê hoặc. 3. Vì muốn tiêu trừ tất cả tập khí. 4. Vì muốn biết tất cả chúng sinh. 5. Vì muốn biết tất cả chúng sinh chết nơi đây sinh nơi kia. 6. Vì muốn biết tất cả chúng sinh tại sao có phiền não. 7. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh hoan hỉ những gì. 8. Vì muốn biết hết thảy cảnh giới của tất cả chúng sinh. 9. Vì muốn biết căn tánh của tất cả chúng sinh là thắng hay liệt. 10. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh nghĩ làm những gì. Vì 10 nguyên nhân này cho nên dũng mãnh tinh tấn tu hành mà không giải đãi. Chỉ vì biết tất cả pháp giới mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì tánh căn bản của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tánh bình đẳng của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tánh ba đời bình đẳng mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì được trí quang minh của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì chứng được trí huệ của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết một thật tướng của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả Phật pháp không bờ mé mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì đắc được trí quyết định khéo léo rộng lớn của tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì đắc được trí phân biệt diễn nói cầu nghĩa tất cả Phật pháp mà thực hành tinh tấn. Bồ Tát lại vì 10 nguyên nhân này cho nên tu hành pháp môn tinh tấn. 1. Vì muốn biết tất cả pháp giới. 2. Vì muốn biết tánh căn bản của tất cả Phật pháp. 3. Vì muốn biết tánh bình đẳng của tất cả Phật pháp. 4. Vì muốn biết tánh ba đời là bình đẳng. 5. Vì muốn biết trí huệ quang minh của tất cả Phật pháp
6. Vì muốn chứng được trí huệ của tất cả Phật Pháp. 7. Vì muốn biết một thật tướng của tất cả Phật Pháp. 8. Vì muốn biết tất cả Phật Pháp không có bờ mé. 9. Vì muốn biết trí quyết định khéo léo rộng lớn của tất cả Phật Pháp. 10. Vì muốn đắc được trí huệ phân biệt dễ nói câu nghĩa tất cả Phật Pháp. Bồ Tát vì 10 nguyên nhân này, cho nên dũng mãnh tinh tấn tu hành mà không giải đãi. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu hạnh tinh tấn như vậy rồi, nếu như có người nói, Ngài có thể vì hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, vì mỗi chúng sinh mà ở địa ngục A Tỳ, trải qua vô số kiếp, thay thế họ thọ các sự khổ, khiến cho các chúng sinh đó đều được thấy vô số chư Phật xuất hiện ra đời, vì nhờ thấy Phật nên thọ đầy đủ các sự an vui, cho đến vào nơi vô dư Niết Bàn, rồi Ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài có làm được chăng? Đáp rằng tôi làm được. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát thành tựu hạnh tinh tấn như vậy rồi, giả sử có người đến hỏi Bồ Tát, Ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong vô số, vô lượng thế giới không thọ thống khổ mà cam tâm tình nguyện vào địa ngục A Tỳ, trải qua thời gian vô số lượng đại kiếp, thay thế họ thọ đủ thứ sự thống khổ chăng? Ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sinh đều gặp được vô số chư Phật xuất hiện ra đời, nhờ thấy Phật nghe Pháp mà thọ đầy đủ sự an vui, cho đến hết thảy chúng sinh và nơi vô dư Niết Bàn, tất cả chúng sinh đó đều thành Phật rồi, Ngài mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài có thể nhẫn nại thời gian lâu dài để tu pháp môn tinh tấn chăng? Vị Bồ Tát này đáp, tôi làm được. Đợi hết thảy chúng sinh trong địa ngục gặp Phật nghe Pháp tu đạo thành Phật rồi, tôi mới chứng quả vị Phật. A Tỳ dịch là vô gián, tức nghĩa là chẳng có không gian. Một người ở trong địa ngục này cũng đầy, vạn người ở trong địa ngục này cũng đầy. Tóm lại, một người cũng cảm thấy chật hẹp, vạn người cũng cảm thấy chật hẹp. Lại có lối nói, nghĩa là chẳng có gián đoạn. Từ khi bắt đầu vào trong địa ngục này, thọ khổ không có lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Giả sử lại có người nói như vậy, có vô lượng A Tăng Kỳ biển lớn, Ngài nên dùng đầu sợi lông chấm nước biển cho cạn sạch. Có vô lượng thế giới mà hết làm thành bụi, số giọt nước và bụi đó đều biết được số lượng, vì chúng sinh mà trải qua số kiếp như số giọt nước và hạt bụi đó. Ở trong niệm niệm thọ khổ không gián đoạn, Bồ Tát chẳng vì nghe những lời này mà sinh một tâm niệm hối hận, chỉ càng tăng thêm hoan hỷ vui mừng. Tôi rất may mắn được lợi lành lớn, nhờ sức của tôi mà khiến cho những chúng sinh đó vĩnh viễn thoát khỏi các sự khổ. Lại có người đến hỏi Bồ Tát như vậy, có vô lượng A Tăng Kỳ biển lớn, Ngài dùng một đầu sợi lông chấm nước biển lớn, khiến cho biển lớn cạn sạch. Lại có vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đem nghiền nát hết thành bụi, những biển lớn đó có bao nhiêu giọt nước, những hạt bụi đó có bao nhiêu hạt. Ngài phải đếm rõ số mục chính xác có bao nhiêu, vì giáo hóa chúng sinh mà trải qua thời gian số kiếp nhiều như số giọt nước biển và số hạt bụi đó. Ở trong niệm niệm đều thọ khổ không gián đoạn, Ngài có thể nhẫn thọ chăng? Bồ Tát chẳng vì những lời nói đó mà sinh một tâm niệm hối hận, ngược lại càng tăng thêm hoan hỷ vui mừng. Rất là may mắn đắc được lợi lành lớn, nhờ sức lực của tôi mà khiến cho chúng sinh thọ khổ ở trong địa ngục vĩnh viễn được thoát khỏi tất cả các sự khổ, đạt được tất cả sự an vui. Bồ Tát dùng những phương tiện thực hành đó ở trong tất cả thế giới khiến cho tất cả chúng sinh cho đến được rốt ráo vô dư Niết Bàn. Bồ Tát tu hạnh vô khoát nhiễu, dùng phương tiện thực hành đó ở trong tất cả thế giới khiến cho tất cả chúng sinh tương lai thầy đều đắc được rốt ráo vô dư Niết Bàn, nghĩa là thành Phật. Đó là hạnh vô khoát nhiễu thứ tư của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh vô khoát nhiễu thứ tư của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh lìa si loạn của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Gì là hạnh lìa si loạn của Đại Bồ Tát tu hành? Si tức là ngu si, loạn tức là tán loạn. Vì ngu si cho nên tán loạn. Chẳng si thì chẳng có vô minh, chẳng loạn thì có định lực, chẳng có vô minh thì chẳng làm việc ngu si, chẳng tán loạn thì thường ở trong định. Cho nên Bồ Tát phải tu hạnh môn để khỏi ngu si tán loạn, tức cũng là thiền định.
Bồ Tát này thành tựu chánh niệm, tâm chẳng tán loạn, kiên cố chẳng động, thanh tịnh tối thượng, rộng lớn vô lượng, chẳng có mê hoặc. Vị Bồ Tát này thời thời khắc khắc thành tựu chánh niệm, chánh định. Vì có chánh định cho nên tâm chẳng tán loạn, tức cũng là chẳng khởi vọng tưởng, cũng chẳng điên đảo, định lực kiên cố chẳng dao động. Thường ở trong định đắc được thanh tịnh vô thượng, trong tâm chẳng có kiến hoặc, hoặc thấy, tư hoặc, hoặc suy nghĩ, trần xa hoặc, hoặc các bụi. Kiến hoặc tức là thấy cảnh, thấy cảnh giới thì bị cảnh giới mê hoặc. Mắt chuyển theo sắc trần cho đến ý chuyển theo pháp trần, do đó đối cảnh khởi tham ái. Tư hoặc tức là suy nghĩ khởi mê hoặc, đối với lý luận chẳng phân rõ ràng, do đó mê lý khỏi phân biệt. Trần xa hoặc tức là trong tâm vọng tưởng nhiều như cát bụi. Vì như vậy thì chẳng thanh tịnh, hiện tại rất sạch ba hoặc, cho nên đắc được thanh tịnh vô thượng. Nếu có cảnh giới rộng lớn vô biên tận hư không các pháp giới như vậy, cũng chẳng sinh mê hoặc. Vì nhờ chánh niệm nên khéo hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian, hay thọ trì các pháp lại nói suốt thế gian. Bồ Tát vì có chánh niệm cho nên khéo hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian, hay thọ trì tất cả pháp môn tu hành và lời nói suốt thế gian. Đó là hay thọ trì lời nói sắc pháp chẳng sắc pháp.